rồi, giờ mình sẽ lên học bài nha các bạn. Đây, học cái gì? Học online. Giờ mình sẽ vô nghe. Từ từ nó chảy. Để y bên đó đi. Sao không nghe tiếng hả Tika? Thôi bye bye các bạn nha. Bye bye các bạn. Giờ mình bận học bài rồi. Sẽ chia bữa nay mình học môn toán phải không?